Thưa quý vị, một tòa nhà ở Dubai di tản vì động đất ở Iran, tin từ Dubai. Một tòa nhà ở Dubai đã di tản người bên trong, trong lúc một trận động đất chính xảy ra ở Iran, gần biên giới Pakistan. Một viên chức Iran nói rằng trận động đất có thể làm hàng trăm người chết, nhưng đài truyền hình nhà nước Iran mới cho biết có 40 người chết. Người dân ở thành phố Zahedan đã túa ra đường khi trận động đất xảy ra. Tất cả liên lạc điện thoại trong vùng bị cắt đứt. Các toán cứu cấp đang được đưa tới khu vực.